anh em đăng ký kênh của thợ sửa chữa để ủng hộ những cái video của mình nhá. Mình sửa căn bệnh nào thì mình đưa ở đây thôi, nên là anh em cứ đúng bệnh như thế là anh em quất là ok. Thì hôm nay mình sẽ đi hướng dẫn các bạn sửa nhá. Cái này bây giờ là nó bị ở trên mạch rồi ạ. Cái mạch điều khiển tốc độ quạt này là nó không điều khiển, không điều chỉnh được nữa. Là nó bị chập. Chập IC điều khiển đấy. Thì cái này thì cháu phải mang mạch về. Mạch điện tử thì cũng không đang ngay ở đây được. Điều chỉnh tốc độ đó không hạ được gì hết. Thỉnh thoảng nó giật là không muốn chạy. Đấy. Thỉnh thoảng mất luôn này. Đấy, mất luôn. Xin chào anh em. Mạch đã về. Đây là mạch Panasonic. Hiện tượng như vừa rồi đây các bạn xem đấy, gió quay rất là mạnh và không điều chỉnh được tốc độ quạt. Đấy. Thì hôm nay mang về. Mình mang về nhà mình sửa chứ mình không làm tại chỗ được. Thì cái hiện tượng của em này như vậy là mình biết được là cái phần điều khiển tốc độ quạt đấy. Bây giờ quạt đã quay và không báo lỗi gì thì đồng nghĩa với cái việc là cái nguồn đã mở nguồn cấp cho quạt này và đã có cái tín hiệu phản hồi về này. Đấy. Riêng cái con Panasonic này thì cái tín hiệu phản hồi về nó chỉ cần nhận được thôi, nó cũng không cần biết là quay hết mạnh quá hay như thế nào, nó cũng chả báo lỗi gì, cứ thế nó chạy ảo. Có cái là chủ nhà thấy nó ồn quá thì gọi thợ đến sửa thôi đó. Thì hôm nay mình sẽ đi hướng dẫn các bạn sửa nhá. Thì cái cách làm của nó thì nó cũng sau khi bạn xem hết cái video này ấy, và biết được cái cách của nó, cách làm ấy, thì các bạn sẽ thấy là rất là thực ra thì nó cũng chả có cái gì đấy. Thế mà từ trước giờ cứ phải gửi đi thợ ví dụ thế, anh em chỉ cần biết sơ một tí điện tử thì có thể tự làm được, tiết kiệm chi phí. Thực ra thì làm nghề điện lạnh này thì không thể vắng bóng được các anh em thợ sửa chuyên nghiệp được. Vì có những cái bệnh mình cũng không thể xử lý được ngay. Có những cái bệnh khó mình không có đồ mà thay. Đấy, thì những cái bệnh nào đơn giản đấy mình sẽ chia sẻ ở đây. Thì anh em ở đây đấy, mình sẽ chỉ cho các bạn là có 3 con opto quang này. Nó liên quan đến cái mạch điều khiển cho quạt quay. Đấy, thì đây các bạn có thể thấy là một con là PC303 này. Một con ký hiệu trên mạch là PC306 và con PC305. Đấy, thì tác dụng của ba con này là như nào? Thì nó đầu tiên đến nói đến con PC305 này. Xin lỗi là cái mình ở gần đường nên là thì cỏ xe máy đi qua nó ổn. Cái PC305 này, con này là con quyết định để mở nguồn nhé. Con này để mở cái nguồn 16V cho quạt. Con 305 này, con 306 là con điều chỉnh tốc độ quạt. Và con PC303 là con nhận xung phản hồi từ quạt về điều khiển báo về vi xử lý. Đấy. Thì dựa vào ba cái con này, cái chức năng của nó như vậy để mình phân loại luôn là cái này ở trong cái trường hợp này thì cái 306 này là cái con điều khiển tốc độ quạt. Đấy, là cái con sẽ quyết định quạt quay nhanh hay quay chậm. Nhận diện từ vi xử lý đưa về, từ điều khiển là vi xử lý đưa về để quay. Để nó sẽ điều khiển, nó mở cái lệnh cho motor quạt quay nhanh quay chậm. Đấy. Thì hai con 305 và 303 mình bỏ qua. Bây giờ mình sẽ kiểm tra con 306 này. Tên thì anh em cứ đo nguội. Để đồng hồ ở thang nhân 10 hoặc nhân 1. Cái này của mình thang nhân 1 nó đang không lên hết.
thì mình để nhân 10 này. Đó. Nhân đo. Đo chân 34 này. Đo chân 34 của PC 306 này xem nào. Chập luôn. Đấy. 34 của 306 này chập luôn này. Các bạn có thể đo so sánh với 34 của con 305 này. Đấy. 305 này sẽ có điện trở. Đấy. Như 34 của 306 này chập luôn này. Qua đo nguội ấy. Chưa cần đo cái điện áp làm gì cả. Thì qua cái đo nguội thì mình cũng thấy là cái con 306 này, PC306 này là chập. Nếu như con PC306 này là không vấn đề gì ấy, thì con Q này, kiểm tra con Q này, kiểm tra tiếp đến con Q 304 nữa. Đấy. Thì bây giờ mình cứ khử cái em 306 này trước. Chập lên. Như vậy con này chập rồi các bạn này. Ở chân 34 này đo là không được lên kim. Thì con này mình sẽ thay bằng con PC817 Auto ấy, nó có cái mã là 817. Mình mua con con 817 này. Về thay thế hoặc là xong. Anh em đăng ký kênh của thợ sửa chữa để ủng hộ những cái video của mình nhá. Mình sửa căn bệnh nào thì mình đưa ở đây thôi, nên là anh em cứ đúng bệnh như thế là anh em quất là ok. Thì anh em tháo ra thì anh em cũng đo lại chân 34 này xem nó có chập nữa không. Ok đấy, nó không chập nữa là cái con 304 này không việc gì. Còn nếu mà nó vẫn còn chập thì bạn sẽ xem lại con 304 này. Mình có một cái bài mình test là mình đo cái điện áp mà rất là rõ rồi, nên là hôm nay mình cũng không đo lại nữa. Rửa nhanh chóng cho anh em, hoặc là anh em cũng chả cần đo đâu. Đo thực tế đây nó chập đây rồi. Thì anh em thấy video hữu ích với mình, đúng lĩnh vực mình quan tâm ấy, anh em đăng ký kênh để theo dõi những cái video của mình. Mình chia sẻ lên đây thôi. Mình bán chuyên nghiệp thôi, mình không chuyên sửa mạch đâu. Thỉnh thoảng làm cho vui thôi. Đó, bây giờ mình thay xong rồi. Bây giờ sẽ test qua này. Tốt nhất thì anh em nên mua một cái quạt như thế này. Phòng đấy để thay cho khách, hoặc là nay mai mình có test mạch gì thì mình lấy ra mình test. Rẻ. Đây là mình sẽ test vào cái quạt này. Có quạt test được. Nếu mà không có quạt test mà muốn chắc chắn thì đo bằng phải có ấy. Tháo quạt về.
Quạt quay rồi các bạn nhé. Đấy nó quay rất là từ từ này. Quay rất là chậm này. Và sờ tay được. Đây mình sẽ cho cái tốc độ của nó này. Các bạn sẽ thấy nó quay nhanh dần. Và cái quạt này nó phải có tải. Nó quay mạnh. Đấy, ở tốc độ bình thường ấy, chậm nhất đây này. Quay rất là chậm, nhanh dần này. Đó, như vậy là ok. Đã xong rất là nhanh chóng. Mình xin nhắc lại một lần nữa là liên quan đến mạch điều khiển tốc độ quạt, hoặc là quạt không quay, hoặc là quạt báo lỗi quạt. Đấy, thì liên quan đến ba cái con Opto này. Đó, trên ký hoạch, ký hiệu mạch của nó là PC305, PC306 và PC303. Đó, PC305 có tác dụng là mở nguồn điện áp 16V cho quạt, cung cấp cho quạt này. PC306 có nhiệm vụ là điều khiển tốc độ quay của quạt, và PC303 có nhiệm vụ là nhận xung phản hồi, nhận tín hiệu và báo cái phản hồi của quạt về cho vi xử lý. Đó, ba này nó có ba tác dụng như thế. Rồi, video của mình đến đây là không còn gì để chia sẻ thêm về căn bệnh này nữa. Đó, thì trong cái trường hợp các bạn kiểm tra và dính vào cái trường hợp nào đó thì các bạn chú ý đến những cái con này để thay thế. Video đến đây là không biết trình bày và nói như nào nữa, sửa chữa đã xong. Xin kết thúc video ở đây. Anh em thấy hữu ích, thấy có tác dụng đối với mình thì đăng ký kênh, chia sẻ kênh, like cho mình để ủng hộ cho kênh thợ sửa chữa nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các ban bệnh sau.